5 loại đồ dùng mẹ bầu cần chuẩn bị sẵn trong nhà phòng khi ngập lụt. Trên thực tế, một cơn bão quét qua có thể cắt đứt nguồn nước sạch và năng lượng cung cấp khu vực bạn đang sống. Do vậy, khi nhận được thông tin dự báo thời tiết sắp có bão, ngập lụt, bạn cần chuẩn bị ngay nguồn cấp nước khẩn cấp, thức ăn, thuốc men, các vật dụng an toàn và vật dụng cá nhân cần thiết. 1. Mua thực phẩm không dễ hỏng. Trong trường hợp mất điện, bạn sẽ cần ít nhất 3 ngày dự trữ thực phẩm. Nên chọn những mặt hàng không cần phải bảo quản lạnh như mì tôm, thịt hộp, sữa hộp hoặc sữa bột, bánh mì, lương khô, các loại hạt và bánh quy giòn. 2. Nước sạch. Nên dự trữ lượng nước đủ dùng trong ít nhất 3 đến 5 ngày, khoảng 4 lít chia người chia ngày để uống và sử dụng cho các nhu cầu cần thiết. 3. Đèn pin. Không thể chủ quan với trường hợp nước lên và khu vực bị cắt điện. Hãy chuẩn bị sẵn đèn pin dùng để chiếu sáng khi trời tối, vừa đảm bảo gia đình có thể sinh hoạt, vừa có thể ra ngoài ứng phó khi cần. 4. Áo phao. Áo phao thường được làm bằng vật liệu cách nhiệt, có thể ngăn chặn hiệu quả tác động của nhiệt độ nước lạnh lên cơ thể, duy trì nhiệt độ và giảm nguy cơ tê cóng và hạ thân nhiệt. Đồng thời, áo phao cũng có thể được sử dụng khi bơi lội, chèo thuyền để đảm bảo an toàn cá nhân. 5. Thuốc và vật dụng y tế. Cuối cùng là phòng khi bị thương hoặc xảy ra những tình huống xấu, bạn hãy cố gắng tích trữ một bộ dụng cụ sơ cứu cơ bản gồm bông băng, thuốc sát trùng, thuốc giảm đau, hạ sốt, thuốc tiêu hóa. Chúc mọi người đều được bình an.